guys, chào mừng bạn đã đến với tiếng Anh 5 phút mỗi ngày cùng với Miss Mai. Hôm trước chúng mình đã tìm hiểu về giới từ, đúng rồi. Bạn nào không nhớ thì chúng ta ôn lại nha. Hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu một phần rất đặc biệt, đó là động từ khuyết thiếu. Các bạn còn nhớ động từ khuyết thiếu là gì không? Rồi chúng mình cùng tìm hiểu nha. Động từ khuyết thiếu là một trợ thủ rất đắc lực của một động từ đứng đằng sau nó. Động từ khuyết thiếu đứng đằng trước, động từ chính đứng đằng sau. Động từ khuyết thiếu bổ sung sắc thái cho động từ chính. Ví dụ, chúng ta có động từ can, có thể. Động từ should, nên. Shouldn't, không nên. Rất rất nhiều động từ khác nữa. Vậy các bạn có muốn biết động từ khuyết thiếu có gì đặc biệt không? Nó khác động từ thường như thế nào? À, động từ khuyết thiếu sẽ luôn đứng trước động từ thường. Thứ hai là sau động từ khuyết thiếu là một động từ không chia. Các bạn nhớ nhé, không chia, tức nó ở dạng nguyên thể. Thứ ba, khi chuyển sang câu phủ định, tức là thêm not vào trong câu á, thì chúng ta không phải mượn trợ động từ, chỉ việc thêm not vào sau động từ khuyết thiếu. Thứ tư, khi chúng ta chuyển sang câu nghi vấn hay còn gọi là câu hỏi, thì chúng ta chỉ việc đảo động từ khuyết thiếu lên đầu câu. Có dễ không các bạn? Nếu bạn nào thấy phần nào không hiểu thì có thể comment xuống phía dưới để cô Mai giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Hãy đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo nhé. Goodbye, see you.